Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hội phải đi theo nổi tiếng với những con người tiệm cận đến sự hoàn hảo. Nữ thì vòng nào ra vòng đó, nhan sắc phải gọi là hết nước chấm. Nam thì đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi không tì vết. Tuy nhiên, Genji có câu, đã đẹp xin hãy bình thường. Mấy anh chị nhà đuôi tiên được chạy ban cho nhan sắc, nhưng lại tặng kèm những tật xấu mà người bình thường chỉ muốn độn thổ. Một trong số đó còn trở thành thương hiệu nhận biết, chỉ cần nhắc tới là người ta nhớ ngay nhân vật đó là ai. Đôi khi tật xấu này đã trở nên quá thường xuyên, nếu một ngày không xuất hiện, có lẽ những người xung quanh sẽ cảm thấy thiếu đi một cái gì đó rất quen thuộc. Hôm nay, mời các bạn cùng mình tìm hiểu những thói hư tật xấu không giống ai của các thành viên Fairy Tail. Được mệnh danh là một trong những soái ca đẹp trai nhất Fairy Tail, Gray luôn có sức hút đối với phái nữ, nhiều khi chẳng cần phải cua, bọn con gái tự đổ. Tuy nhiên, ở đằng sau con người tưởng chừng hoàn mỹ là một thanh niên với tật xấu được liệt vào hàng biến thái khi đam mê chuộng cời bất tận. Ngay từ lần đầu xuất hiện, Hoàng tử Băng đã để lại ấn tượng cực mạnh với bộ dạng độc nhất một chiếc quần, dù đang ở nơi đông người cũng như trước mặt các chị em phụ nữ. Không chỉ dừng lại ở đó, đôi lần chiếc quần không thể hoàn thành nhiệm vụ trở thành lá chắn thép chốt chặn cuối cùng mà phải tuyệt vọng chịu cảnh cuốn theo chiều gió. Nếu La Sết được ví nhanh như sấm sét, Treo La nhanh như sao băng thì cả hai vẫn phải chịu thua Gray khi tốc độ của anh ngang với ánh sáng nếu xét riêng về khoảng chuộng cời. Sở dĩ để có được khả năng phản xạ lột đồ thần tốc như ngày hôm nay, Gray đã phải trải qua quá trình luyện tập vất vả, tăng cường sức chịu đựng trong điều kiện giá rét thấu xương. Cũng vì đã tu luyện ma thuật băng tạo trong môi trường khắc nghiệt, Gray đã quen với cái lạnh, nên ở môi trường thông thường cộng với trang phục luôn tạo cho anh cảm giác nóng bức khó chịu, bất giác hình thành thói quen khoe thân lúc nào không hay. Tuy thói quen có phần hai tên này là xấu, nhưng nó đã trở thành thương hiệu riêng, đặc biệt là trong chiến đấu, mỗi khi thực hiện hành động cởi bỏ lớp áo, cũng chính là thời khắc kẻ địch nhận ra bản thân sắp ăn lèn đến nơi rồi. Về sau, Gray cũng dần hạn chế khoe hàng bậy bạ, nhất là không ảnh vải che thân tại chỗ đông người. Còn lúc ở nhà với Juvia có người quen đường cũ hay không thì chỉ có Juvia mới biết. Trong những khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện, ai cũng nghĩ Juvia là một người vô cảm, nhưng sự thật em gái mưa là người sống đất tình cảm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Juvia đã bồ kết Gray, từ đó về sau trong mắt cô chỉ có Gray là số 1, những thứ khác có hay không không quan trọng. Một trong những điểm khiến em gái mưa khác biệt chính là sự ảo tưởng. Bất kỳ câu nói nào đến từ Crush, cô đều suy diễn đó là một lời tỏ tình. Ngoài ra, những vấn đề tưởng chừng không liên quan, cô vẫn suy diễn ra một kịch bản mà phim drama Hàn Quốc chẳng khác nào trò trẻ con. Là một kẻ si tình, đôi lúc Juvia hành động như một Yandere, xem bất cứ cô gái nào dám tiếp cận Gray là tình địch, đặc biệt quan tâm mọi cử chỉ của Lucy. Trong trận chiến với Meridi, mod Yandere đã khiến Juvia mạnh mẽ một cách đột biến, chính Eza cũng phải ngạc nhiên về sự thay đổi này. Tuy không phải hở ra là ối rồi ôi, nhưng em gái mưa thỉnh thoảng cũng muốn được khoe body. Có lẽ do sống thử với nhau trong một khoảng thời gian, tham gia các bộ môn hoạt động thể chất chỉ có hai người, thói quen vứt trang phục đã bằng cách nào đó lây truyền sang Juvia. Đồng vợ đồng chồng thế này, hỏi sao hai anh chị kết hợp ma thuật với nhau nó lại hoàn hảo đến như thế. Khác với thằng bạn chí cốt, Nát sư không những có tật xấu mà số tật xấu còn nhiều đến mức đáng quan ngại. Có thể kể ra như bừa bộn, lười tắm, ngơ ngáo, tay nhanh hơn não, IQ âm vô cực, tấu hài bất chấp, bản lĩnh thì có nhưng đói là không chịu được, vân vân và mây mây. Không chỉ có vậy, thói quen xâm nhập gia cư bất hợp pháp thường xuyên khiến Lucy phải đau đầu. Nhiều lúc còn chẳng biết đây là nhà của ai, khi đầu lửa cứ thích là leo cửa sổ, sử dụng vật tư trong nhà một cách tùy tiện, đôi lúc còn xông thẳng vào phòng hoặc chứng kiến cảnh Lucy đi ra từ phòng tắm. Chưa dừng lại ở đó, khả năng phá hoại siêu cấp vô địch luôn là thứ mà bất kỳ ai cũng phải e ngại. Những thiệt hại mà Natsu mang lại sau mỗi trận chiến là quá ghê gớm. Có lẽ số tiền kiếm được không đủ để đền bù thiệt hại, nên đến bây giờ cậu vẫn dương tính với nghèo. Trong những lần ăn tàn phá hại, đáng nhớ nhất vẫn là lần debut tại cảng Hageon, những con tàu cổ kính, một phần công trình bay màu trong một nốt nhạc. Trong cuộc họp các hội trưởng, với sự hợp tác của tam tai Fairy Tail, con quỷ trong cuốn sách của Zeref nhanh chóng lụi tàn cùng với chủ sở họp mặt. Tuy không thích chuẩn cời như Gray, nhưng đôi lúc gặp phải tình huống khó đỡ, anh cũng chẳng ngần ngại trần ngây nhộng trước mặt người khác. Vốn bản thân là một xác long nhân, Natsu rất ghét phương tiện di chuyển, có lần còn đập luôn con tàu để nó dừng hoạt động. Đầu lửa cũng thích cà khịa người khác, nhất là thằng người chơi hệ băng. Vấn đề mà cậu thường xuyên sử dụng để châm chọc cũng chính là thói xấu khoe hàng vô tội vạ. Đến cả Lucy cũng không ít lần chỉ còn gây cú thanh niên tóc hồng, đôi lần còn phải dùng tới bạo lực để uốn nắn lại nhân cách của nó. Sinh ra trong một gia đình danh giá, có quan hệ thân thiết với hoàng tộc, nhà mặt phố bố làm to, ba vòng chuẩn không cần chỉnh, gương mặt xinh xắn, Lucy đã đốn tim biết bao chàng trai với hình mẫu người vợ lý tưởng. Ngoài trừ đôi lúc tự đánh giá bản thân quá cao, ví dụ như dùng nhan sắc để xin giảm giá chìa khóa bạc, kết quả cây cú khi chẳng giảm được bao nhiêu.
Có lẽ giữa ước mơ làm nhà văn, Lucy đôi lần cho hành đối trọng với Juvia khi để trí tưởng bở của bản thân đi hơi xa. Có lần Lucy còn tự tin bản thân sẽ lọt vào mắt xanh của một anh phóng viên nào đó, rồi cả hai sẽ cùng đi với nhau đến cuối con đường. Chỉ với vài câu nói từ anh đậu lửa, chị tóc vàng đã thao thức nghĩ hẳn ra một câu chuyện mà cái kết rất chi là hay ho. Đôi khi Lucy cũng rất mê tiền, điển hình như lần cùng nó sư thực hiện nhiệm vụ cấp S. Dù biết là bị cấm, nhưng đứng trước số tiền khá lớn, chị tóc vàng vẫn phải chịu khuất phục. Người ta vẫn bảo, cự mực thì đen, gần đèn thì nóng. Tiếp xúc nhiều với thằng đầu lửa, cái tính chậu tre bộc phá dần dần bị tiêm nhiễm. Những lần Natsu gây ra thiệt hại, Lucy sẽ luôn có mặt và ít nhiều cũng góp một phần công sức trong đó. Nhiều lúc Lucy cũng phải tự đặt ra câu hỏi, vì sao cái thằng đầu lửa lắm tài nhiều tật như thế kia, tật xấu đầy rẫy, ấy vậy mà mình dính với nó như hình với bóng. Nhắc tới Kana, người ta nhớ tới một cô gái cá tính, mạnh mẽ, bạo gan, đôi khi còn hơn cả bọn con trai, nhưng không vì thế mà sự hấp dẫn toát ra bị giảm bớt. Tủ lượng của cô thuộc hàng cực khủng trong Fairy Tail, các hảo hán, thần côn, vua ăn nhậu từng có dịp chạm trán cũng phải xin thua trong vài hiệp. Để có thể uống rượu như uống nước lã, Kana đã bắt đầu uống rượu từ năm 13 tuổi. Số lượng rượu mà một mình cô tiêu thụ bằng với 30% tổng số lượng của cả hội. Hình ảnh Kana ôm thùng rượu ngồi trong hội quán là chuyện khá thường xuyên. Nó được xem là một chuyện hiển nhiên phải xảy ra, giống như việc Gray thả rong giữa chốn đông người. Kana từng được mệnh danh là chiến thần cho tới khi gặp Park Chut, và đó cũng là lần duy nhất chúng ta thấy cô bất tỉnh. Về sau, cả hai có quyết chiến trong bữa tiệc hoàng gia, nhưng không rõ ai là người chiến thắng. Tuy hay được nhắc tới là ma men, nhưng say xỉn đôi lúc cũng có tác dụng tốt. Không chỉ giúp bản thân lãnh hội túy quyền như mấy anh pháp sư Trung Hoa, net skill phản công không khác nào bản năng vô cực. Hơn thế nữa, chính nhờ thần cồn đưa lối mà Kana không bị bạch diệt, từ đó tạo ra cơ hội lật kèo trong chính trận chiến sau đó với một thần long. Một tật xấu mà Kana chỉ dùng để trêu đùa Lucy, và cũng chỉ có Lucy là người được hưởng đặc quyền này, đó chính là nắng bóp tâm hồn. Kana cũng từng bói bài cho Lucy và dự đoán rằng chị tóc vàng sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng đến sau cùng, Kana lại chính là người xuất hiện thay thế. Người ta vẫn bảo cha nào con nấy, có một người phụ huynh đổ đốn như Gildas hỏi sao Kana không giải sầu bằng bia rượu. Được mệnh danh là ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail, Gildas cũng đồng thời là người có nhiều tật xấu nhất. Khi biết Kana là con của mình, Gildas không thể nhớ ra mẹ của cô là ai. Hàng loạt cái tên khác được nêu ra để dẫn chứng cho việc ông rất đào hoa, một footboy chân chính. Tuy vậy, Gildas vẫn là người rất chung thủy. Cả cuộc đời ông chỉ yêu duy nhất mẹ của Kana. Ông dành hết tình yêu thương để bù đắp cho những ngày tháng thiếu vắng tình cảm gia đình. Một thói quen mà cả những người trong hội cũng phải lo ngại, chính là không thích lòng vòng. Dù ban hội có sẵn cửa, nhưng Gildas vẫn dùng ma thuật phá hủy, biến tất cả những thứ chắn đường thành cát bụi. Thiệt hại mà Gildas gây ra không chỉ ở hội Fairy Tail, mà còn ảnh hưởng tới những người dân sống gần đó, khi nhà cửa của họ bay màu trong chớp mắt. Điều này thậm chí nguy cấp đến mức Magnonia phải xây dựng hệ thống thay đổi cấu trúc mà chỉ được sử dụng mỗi khi người đàn ông này về hội. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Gildas cũng là một dây cụ chính hiệu. Nếu chỉ xét riêng về khoản này thì trong hội Fairy Tail chỉ có Loki, Makao và Wakaba là có cửa để ngồi chung. Một người gần như tệ hại ở mọi mặt, ham gái, lăng nhăng, liều lĩnh, cẩu thả, phá hoại. Nhưng khi cần, ông luôn là chỗ dựa đáng tin cậy và cũng là một người cha tuyệt vời. Giống với hai con sen ngáo ngơ Lothermer, Happy gần như chính là một trong những nhân vật có nhiều tật xấu nhất và được thể hiện xuyên suốt bộ phim. Từ những ngày bắt đầu phiêu lưu cho đến lúc tạm thời kết thúc, thậm chí là ở nhiệm vụ trăm năm, tấu hài vô điều kiện luôn là một trong những ưu tiên số 1 của mèo đực. Vì sống chung nhà với thanh niên mất não, Natsu, Happy cũng cho thấy cái đầu cũng chỉ nên dùng để trang trí. Ngoài ra, mèo xanh cũng là một chú sim khi Crush Kala cho tới tận bây giờ, đôi lúc cũng vì gái mà quên luôn thằng bạn chí cốt. Happy có thể từ chối mọi thứ trừ cám dỗ, miệng thì nói chỉ có mèo trắng, nhưng khi Touka xuất hiện lại có thiên hướng ưu tiên người mới. Happy cũng nổi tiếng với tài cà khịa và nói xấu người khác, kể cả những người không nên đụng tới như Erza cũng không thoát khỏi tay cậu. Mèo đực thường xuyên có những câu nói khiến chị tóc vàng chỉ muốn chôn sống, chẳng hạn như chê Lucy quá nặng, cười trên nỗi đau, cà khịa mỗi khi Lucy gặp sự cố, công khai bí mật giấu kín, vân vân và mây mây. Một trong những tật xấu tạo ra những tình huống đi vào lòng đất chính là cái tính tò mò. Những pha tay máy, tay nhanh hơn não, ấn nhầm công tắc mật thất, đạp bẫy khiến cả nhóm chạy sờ mờ lờ, xuất chúc chào ông bà. Tuy có nhiều hành động đứng chuẩn đứa bạn thân, nhưng Happy vẫn được mọi người yêu thích do sự dễ thương và đặc biệt nhất là những lần đẩy thuyền cực mạnh cho cặp Nalu. Cục xúc, cọc cằn, thô lỗ, chậu tre, đầu đất, thích giật spotlight là những từ ngữ dùng để nói về Gazil, là một trong những tài năng âm nhạc có thể nói là ngang ngửa với tử thần cô Văn Nan. Thiết Long luôn tràn đầy sự tự tin, thể hiện cá tính của mình, mặc kệ sự đời. Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể nào cản bước được cái giọng ca bất hủ, tra tấn người nghe. Người ta vẫn nói hát hay không bằng hay hát, nhưng trong trường hợp thế này tôi xin phép từ chối hiểu.
Gazil cũng là một thanh niên thích thể hiện, thích so đo với người khác, nhất là thằng đầu lửa. Nhưng mỗi lần Gazil làm một cái gì đó là thường đi kèm với kết quả không mấy tốt đẹp. Anh cũng từng ghen tị với Natsu và Wendy khi cùng là sát long nhân với nhau mà chỉ có mình anh là không có mèo đi cùng. Cho đến khi được tác giả sắp xếp cho một chú mèo xịn sò, anh mới thôi không cảm thấy tổn thương nữa. Vốn là một người tính nóng như kem, ngay từ lúc nhỏ, Natsu và Gazil thường xuyên có những trận combat mà chẳng vì lý do gì cả. Tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng cũng như ba thành viên khác, anh rất yêu quý Fairy Tail, yêu quý gia đình, cùng với đó là hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, một người cha tốt. Trong mắt những thanh niên sim mù sim mờ, Mira gần như đạt ngưỡng hoàn hảo khi mọi tiêu chí của một waifu đều đáp ứng đầy đủ. Khi cần một người hiền lành, chu đáo, Mira luôn có. Khi cần một người tự lập, biết chiến đấu, Mira cũng đảm nhận tốt. Thế nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và Mira cũng có những tật xấu như bao người khác. Chẳng biết bằng cách nào, Mira có được bản sao chìa khóa nhà Lucy và cô thường đưa nó cho nhóm Natsu. Cũng vì vậy, đầu lửa cùng với nhóm bạn xem nhà chỉ tóc vàng như chốn không người, thích vào lúc nào thì vào. Trong những tình huống éo le, chẳng hạn như vấn đề tình cảm, Mira dựa vào trực giác để nhận định xem người nào đang crush người nào. Lucy là trường hợp cụ thể nhất khi rơi vào cái bẫy đẩy thuyền từ chị tóc trắng và cái kết SML. Lúc còn tuổi nổi loạn, Mira có xu hướng bạo lực, thích bắt nạt người khác, chơi chọc Natsu trong mọi hoàn cảnh vì cô cho rằng Natsu khóc trông rất dễ thương. Dù là vậy, những điều kể trên cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt, nó chẳng làm hại tới ai và cũng chẳng ai cảm thấy nó phiền phức. Mira vẫn là thành viên quan trọng của Fairy Tail, người chị tốt, người vợ quốc dân trong lòng mỗi người yêu thích cô nàng tóc trắng. Uza nổi tiếng với biệt danh nữ hoàng tiên, người có thể dập tắt mọi tật xấu và gây ra hiệu ứng hoảng sợ tột độ khi những kẻ cứng đầu như Natsu cũng phải trở nên ngoan hiền. Tuy vậy, Uza quá bạo lực, thường xuyên xử lý mọi thứ bằng nắm đấm, cô cũng dễ nổi nóng ngay cả những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Đôi lúc chỉ vì chiếc bánh kem bản thân yêu thích vô tình rơi xuống đất, cô sẵn sàng làm gọi bất cứ nhân vật nào trong tầm mắt của mình. Tuy nhiên, với một ban hội toàn thành phần cá biệt thì phải có một người như Uza mới đủ sức răn đe uốn nắn những cá nhân bất hảo như đầu lửa. Tuy bề ngoài mạnh mẽ, một khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, nhưng ẩn sâu bên trong là một cô gái yếu mềm, mong manh, dễ vỡ. Chỉ khi bên cạnh treo la, khía cạnh này mới được chị đại bộc lộ. Một trường hợp nữa đủ sức khiến Uza khác với mọi khi chính là Ichiya, nhưng điều này mang yếu tố tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Vừa rồi là những thói hư tật xấu khó đỡ của các thành viên Fairy Tail. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên ấn like cũng subscribe để ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.